Hoa Thép Việt xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tiếp tục một bộ còng 4 cánh làm bằng sắt 20 hộp 20-20. Hôm nay là hàng trơn các bạn nha. Còng này có kích thước lọt lòng của một cánh là ngang 53, cao 2m43, và bên trên có một cái lam. Cái lam của nó là chiều đứng là 39 phân, còn chiều ngang là 2m62 phân, do Hoa Thép Việt sản xuất. Vậy các bạn xem qua nhé. Nếu có nhu cầu làm cổng hoa văn mỹ nghệ đẹp như thế này thì liên hệ với Hoa Thép Việt theo số điện thoại 0969 310 678 hoặc truy cập vào website hoathepviet.vn để xem thêm một số cái mẫu nha. Đấy, cổng rất là đẹp các bạn ạ. Đường nét rất là tinh tế. Uốn các bạn ạ, Hoa Thép Việt uốn không một tí vết. Đường trơn lặn. Ok, xin chào các bạn nhé.